quý vị khán giả, sau ngày giải phóng đất nước 30 tháng 4 năm 75, trải qua 37 năm đổi mới và phát triển, ngành nông nghiệp Việt Nam đã có những đổi thay đáng kể, góp phần không nhỏ vào thành tựu chung của cả nước. Chuyên mục Chuyện làng xã hôm nay sẽ là buổi trò chuyện với giáo sư tiến sĩ Bùi Chí Bửu, Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam, Thạc sĩ Nguyễn Mai Oanh, Phó Giám đốc Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông thôn, và ông Nguyễn Văn Mười, đại diện nông dân sản xuất giỏi. Bà nhận thấy những cái chuyển biến từ của nền nông nghiệp Việt Nam từ sau năm 75 cho đến nay có những đổi thay như thế nào ạ? Từ năm 86 cho tới nay thì sản xuất nông nghiệp đã tiến lên một cái bước đột phá, tức là từ việc tự cấp tự túc phải nhập khẩu lương thực đói mà trở thành nước tự cấp được lương thực và lại còn xuất khẩu. Và điểm mấu chốt quan trọng nhất tức là cái đại hội đảng 6 với cái nghị quyết Trung ương 10 giải phóng sức lao động, tức là khoán hộ, không còn cái sản xuất tập trung hiệu quả thấp. Cái đó là cái mấu chốt của đổi mới, làm cho năng suất lao động tăng và cái hiệu quả sản xuất nông nghiệp rõ rệt. Một cái điểm thứ hai mà sau 37 năm thành quả trong nông nghiệp đạt được, đó là cái đường hướng về chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong sản xuất nông nghiệp. Sau 37 năm đổi mới thì có những thành tựu nào trong nông nghiệp mà giáo sư Bùi Chí Bửu cảm thấy tâm đắc nhất ạ? Tuy chúng ta còn rất nhiều khó khăn, nhưng mà cái bức tranh nông nghiệp của Việt Nam mình rất là đáng phấn khởi. Từ tại sao Tổng giám đốc FAO khi đến tại Hà Nội, ông khen Việt Nam hết lời và nói rằng các nước đang phát triển hay học tập bài học của Việt Nam. Đấy là mình làm rất đúng. Những cái gì ông bà mình tổng kết trong 3-4 ngàn năm thành lập nước của mình thì chúng ta tổng kết rất đúng. Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống, trong đó là hai cái mảng nước và cải thiện giống rất là thành tựu, và đó là những cái ấn tượng cho tôi cho rằng là trong 37 năm qua ta làm rất tốt. Tôi đi đâu cũng vậy, tôi tự hào nhất là bà con nông dân. Tôi sang Bangladesh, tôi thấy rằng là khi mà có dịch trầy nâu và chuột phá thì người ta đem giang năm đồng ta cúng, trong khi dân mình làm, nông dân mình là hay lắm, ổng làm cách khác. Mình chỉ dùng biện pháp hết sức đơn giản là đồng loạt xuống giống để né rầy. Theo cái dự báo của Bảy Đèn, ông cục trưởng, ông Fraser là bạn của tôi, là một ông là cục trưởng cục lúa gạo Thái Lan trong đây. Tôi học Việt Nam rất nhiều nhưng có cái đó tôi không được. Bởi vì sao? Vì ở Thái Lan không thể nào mà huy động nông dân ra đồng ruộng một ngày một triệu hectare một ngày được. Mình có một hệ thống chính trị, rồi bà con nông dân mình rất là sáng tạo. Cần cù sáng tạo. Mà có con những biết tiếp thu cái mới mà còn sáng tạo cái mới. Dạ. Thưa chú Nguyễn Văn Mười là một nông dân sản xuất giỏi, chú có cảm nhận như thế nào từ những thành quả đạt được của ngày hôm nay? Đó có phải là nhờ vào những chính sách, những chủ trương của các ban ngành nhà nước hay không ạ? Nếu nói là được một nông dân giỏi như ngày hôm nay thì có nhiều yếu tố lắm. Thứ nhất là coi như là khoa học kỹ thuật. Nếu không có khoa học kỹ thuật thì không thể nông dân không làm được, không giỏi được. Thứ hai nữa là do chính sách đổi mới. Thứ ba nữa là coi như là vấn đề ngân hàng tiền tệ giúp đỡ cho nông dân. Vì nông dân đa số là không có vốn. Phải nói là từ năm 86 bắt tay vào mài mò để mà nghiên cứu ra cái cây mèo nấm này là hoàn toàn là coi như giống như kiểu như người mù bị xe đi đường, không biết gì hết. Thì may cơ là có được, lúc đó đồng chí phó chủ tịch quê ủy nông nghiệp á, có qua thăm giới thiệu, chú đi học một khóa học đào tạo ở 144 lý tự trọng bây giờ đó. Thì từ đó nói chung học rồi ra cũng chả làm được. Nhưng mà ngược lại nhờ có lý thuyết đó kết hợp với lại cái đảo xe mài mò. Thì chú mới tìm tòi ra qua sách vở. Và đồng thời đó là coi như nghiên cứu theo cái học của trại trường áp dụng, mất 6 năm mới thành công, nghĩa là tới năm 1992 chúng ta thành công cái ngành mèo mè lắm rồi. Hỏi thạc sĩ Nguyễn Mai Anh, trong thời gian tới thì các ban ngành sẽ có những chính sách như thế nào nữa để mà thúc đẩy nông nghiệp tiếp tục đi lên? Chúng ta đã đi đúng hướng. Dạ. Tức là nông nghiệp nông thôn, đặc biệt là nhấn mạnh ở nghị quyết đại hội đảng 11 vừa rồi, nhấn mạnh lại là khẳng định lần nữa là công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp. Những cái vấn đề lớn về chính sách thì theo chúng tôi thấy rằng là cái đầu tiên ấy, thì hiện nay là vẫn phải tiếp tục triển khai cái việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Cái mấu chốt là cái chiến lược, và cái để mà chiến lược đó thì một loạt những cái giải pháp, trong đó có vấn đề quy hoạch, cái phải có bước đột phá về khoa học công nghệ để tạo ra giá trị gia tăng trong những khâu chế biến. Giáo sư Bùi Chí Bửu có những cái ấp ủ, có những băn khoăn gì và sắp tới thì trong việc hoạch định chính sách về nông nghiệp thì tiến sĩ có thể cho biết cụ thể như thế nào không ạ? Trong những năm gần đây thì Bộ Nông nghiệp đang đưa cái mô hình là cánh đồng mẫu lớn để mà cái này là cái thế này là gần như đó, bà con nông dân mình đã làm hoàn thành rất là xuất sắc trong cái thời gian mà mình đổi mới thế này, là năm 1986 đến nay, tạo tiền đề cho công nghiệp phát triển, cho nông nghiệp phát triển. Nhưng mà nhà doanh nghiệp
cái tác động cho nông nghiệp mình ít lắm. Cái vốn đầu tư cho nông nghiệp mình mà vốn đầu tư nước ngoài nó chiếm rất thấp, có 7-8% thôi. Yeah. Số buồn lắm, số mình nhìn vào cái vốn đầu tư cho nông nghiệp mình là từ vốn nước ngoài đầu tư vào, nhà đầu tư nước ngoài và ngay cái trong nước cũng vậy. Cho nên thông qua những cái mô hình cánh đồng lúa lớn tuy chưa lớn, có khoảng chừng 8.000 hecta thôi, nhưng mà chúng ta thấy rằng là có một kết luận là nơi nào có bóng dáng doanh nghiệp thì nơi đó bà con nông dân mình là phát triển và dạ, cái an sinh xã hội tại đó được nâng lên. Và chú có mong mỏi thêm những điều gì nữa từ những nhà hoạch định chính sách không ạ? Từ năm 88 trở về sau này dạ, rồi là nói chung là rất phấn khởi dạ. Thì đi đến hiện nay thì là cái theo cái nói vậy là tao giáo sư nó nói là sẽ đi vào cánh đồng lớn, thì tương lai mình sẽ hướng tới tương lai, sẽ tưởng tượng, sẽ mơ ước một ngày đó sẽ đi vào cái cánh đồng lớn. Rồi chính sách hiện nay cũng đang đề nghị là coi như là sẽ phán hẳn đất nông nghiệp về cho nông dân, thì cái cũng là hy nông dân hy vọng một ngày nào đó sẽ được phán hẳn thôi. Hôm nay thì rất là cảm ơn giáo sư tiến sĩ Bùi Chí Vũ, cảm ơn thạc sĩ Nguyễn Mai Oanh và cảm ơn chú Nguyễn Văn Mười đã đến tham gia trò chuyện và có những chia sẻ rất thú vị về nền nông nghiệp, những đổi mới sau ngày giải phóng 30 tháng 4 năm 75. Trong gian khổ hạnh phúc tươi rồi, những hình ảnh vui tươi và đầy màu sắc vừa rồi đã khép lại chương trình Ra Khơi chào mừng 37 năm thống nhất đất nước. 30 tập chương trình rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý vị. Mọi đóng góp cho chương trình quý vị vui lòng gửi về địa chỉ Hãng phim Cửu Long, số 134/42, đường Thành Thái, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0838 623 428. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.